Xin chào những khán giả của kênh Hậu Trường Bóng Đá. Ngày hôm nay chúng tôi tiếp tục gửi đến các bạn những hình ảnh của đội tuyển Việt Nam tập tại Dubai. Ngày hôm nay thì có một chút khó hiểu đến từ ban tổ chức khi đến giờ đội tuyển tập họ mới bắt đầu bật đèn. Thường thì họ sẽ phải bật đèn cho chúng ta trước khoảng 15 phút. Tuy nhiên thì hôm nay đã có một sự cố nào đó khiến mọi việc chậm trễ. Như vậy là đội tuyển bắt đầu ra sân rồi. Chúng ta có thể thấy người đi đầu có thể là Văn Toàn. Và tiếp sau đó là Duy Mạnh. Văn Hậu. Ngày hôm nay Văn Hậu sẽ là người trả lời phỏng vấn. Và chúng tôi sẽ để màn trả lời phỏng vấn của Văn Hậu ở cuối video. Các bạn hãy lưu lại để nghe Văn Hậu nói về tình hình về chấn thương cũng như là Đặng Văn Âm. Đặng Văn Âm, ngày hôm nay chúng ta nhận được một thông tin khá buồn khi mà Đặng Văn Âm không thể sang Dubai tập trung cùng đội tuyển Việt Nam khi mà ở câu lạc bộ Cerezo Osaka có một trường hợp F0 và Văn Âm trong thuộc dạng F1. Đó là điều rất đáng tiếc của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Tiếp tục là những màn trêu đùa của Quế Ngọc Hải. Hôm qua thì Quế Ngọc Hải và Hà Đức Chinh đã cũng nhảy nhót sau màn hình phỏng vấn của thầy Park. Và hôm nay anh quyết định rủ Văn Toàn. Anh rủ thêm Văn Toàn trêu đùa vừa trước màn hình của Văn Hậu. Những cầu thủ cuối cùng cũng đã bước ra sân. Đó là Hồ Tấn Tài, Tuấn Anh, Bùi Tiến Dũng, Xuân Trường, Hồng Duy. Vào chiều ngày hôm nay thì toàn đội tuyển của chúng ta đã xét nghiệm Covid lần thứ 2 sau khi sang Dubai. Lần xét nghiệm này là để chuẩn bị cho trận đấu giao hữu gặp Jordan vào ngày 31 tháng 5 tới đây. Thời tiết lúc này tại Dubai là khoảng 35 độ C khiến cho các cầu thủ luôn trong tình trạng mướt mồ hôi khi tập luyện. Ngoài đội của chúng ta tập trung thì bắt đầu những màn tưới cỏ mới bắt đầu thực hiện. Đó là một sự chậm trễ của ban tổ chức sân trong ngày hôm nay. Và như thường lệ, trước mỗi buổi tập của toàn đội luôn đứng để nghe thầy Bắc dặn dò. Và Văn Hậu đã trả lời phỏng vấn xong rồi. Rất nhanh chóng. Vâng, thầy Bác đang có những sự chỉ đạo hô hào các học trò chạy bền. Và đây sẽ là bài tập của chúng ta. Những bài khởi động với marker rất nhẹ nhàng, cầu thủ di chuyển chậm rãi.
Và đây là tổ thủ môn của chúng ta. Sau khi Đặng Văn Âm không thể sang cùng đội thì Tấn Trường sẽ là cái tên gọi là chiếm ưu thế trong ba thủ môn Văn Hoàng và Văn Toản thì còn rất trẻ. Văn Toản thì được Thái Bắc quy hoạch với giải đấu SEA Games 31. Và đây cũng là những hình ảnh cuối cùng chúng tôi muốn gửi đến các bạn. Các bạn hãy bấm like, subscribe kênh Hậu Trường Bóng Đá để chúng tôi gửi đến các bạn những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Cậu nghĩ như thế nào về cơ hội ra sân của mình? Nếu được thì em có nghĩ là mình sẽ ghi bàn vào lưới của đối thủ Indo như SEA Games 30 không? Và người ta luôn cho rằng em là ác mộng của đội tuyển Indo đấy. Thực ra thì với cá nhân em thì bây giờ thì em đã tập luyện lại cùng với đội thì em luôn luôn chờ đợi cơ hội để có được cơ hội ra sân thi đấu. Còn cái việc ghi bàn thì với cầu thủ thì cái quan trọng nhất là đóng góp vào lối chơi của toàn đội để toàn đội giành chiến thắng là quan trọng nhất. Hậu có thể cho biết thì hiện tại cái cử động nào của đầu gối khiến cho em cảm thấy khó chịu? Nếu mà khó chịu thì em có thể chia sẻ lý do tại sao trong tất cả các buổi tập em vẫn phải băng gối, và nó có giúp em tự tin hơn không và em sẵn sàng thi đấu chưa? Thực ra cái đầu gối của em thì bây giờ cũng đã rất là ổn định, và cái băng gối của em là em muốn cho mình tự tin nhất khi mình mới quay trở lại. Còn sau một thời gian sau thì khi mà tự tin rồi thì em sẽ tháo ra. Em đánh giá như thế nào khi nghe tin Đặng Văn Lâm không được sang tập trung, không thể hội quân cùng đội tuyển Việt Nam? Và theo em thì hiện tại trong ba thủ môn hiện tại là Văn Hoàng, Văn Toản và Tấn Trường thì ai sẽ được huấn luyện viên Bắc mang theo tin thực ra khi mà biết tin anh Lâm không được sang thì thực ra thì đội vẫn còn ba thủ môn rất là tốt, được huấn luyện viên triệu tập và tin tưởng. Em nghĩ là cả ba thủ môn đều xứng đáng có được cơ hội thi đấu. Cái quan trọng nhất bây giờ là sẽ là sự lựa chọn của huấn luyện viên thủ môn và huấn luyện viên Park. Okay. Okay.